Chàng trai này bị kết án 3 năm tù vì tội cố ý hành hung người khác, hơn thế nữa nạn nhân lại là con trai của chủ tịch tập đoàn giàu có. Từ ngày ấy cậu đã quay lưng lại với thế giới bên ngoài, tự hứa với lòng mình 3 năm này phải trở nên mạnh mẽ hơn và học hỏi nhiều thứ, với quyết tâm một ngày nào đấy sẽ trả thù cho bố. Sa Joy là một nam sinh nghịch ngợm trong lớp, cậu ấy luôn bị thầy giáo phạt. Lâu lâu còn có biểu hiện như người mất trí. Một nữ sinh vô cùng xinh đẹp trong lớp đã thầm thích Sa Joy. Cô luôn quan sát mọi hành động cử chỉ của Sa Joy từ xa. Biết Sa Joy sắp chuyển trường, cô nữ sinh đã lấy hết dũng khí tỏ tình nhưng lại bị Sa Joy từ chối một cách phũ phàng. Nhìn vẻ bề ngoài lạnh lùng và cứng nhắc nhưng Sa Joy vẫn luôn tốt bụng. Khi cậu vô tình nhìn thấy một ông cụ ăn xin bị một cô gái từ chối một cách phũ phàng đã tiến lại bắt cô ấy xin lỗi. Nhưng điều Sa Joy không ngờ là bản thân mình lại bị ăn chửi. Hôm sau bố dẫn cậu đến cô nhi viện nơi ông đang phụ trách. Ở đây Sa Joy gặp lại cô gái hồi sáng, cô ấy tên là Sua, người phụ trách cô nhi viện cùng bố cậu. Biết cậu sắp chuyển tới trường mình học, Sua cố gắng tỏ ra thân thiện với Sa Joy nhưng cậu lại tỏ ra khó chịu với cô. Biết Sa Joy vẫn giận chuyện hôm trước với ông cụ, Sua cũng đành bỏ đi. Ngày hôm sau Sa Joy tới trường mới đã bắt gặp cảnh Sua được một anh đẹp trai giàu có tán tỉnh nhưng lại bị Sua né tránh. Đến lớp ngồi chưa được ấm mông thì Sa Joy đã gặp ngay cảnh bạo lực học đường. Đối với một người tốt bụng như cậu thì làm sao có thể ngồi yên được chứ? Sua bên cạnh thấy Sa Joy có ý định can ngăn, cô khuyên cậu giả mù đi, bởi tên tóc vàng đang bắt nạt chính là con trai của tài phiệt. Nếu cậu ngăn cản sẽ gây rất nhiều phiền phức cho bố cậu. Sua không muốn người chú yêu quý của mình phải phiền lòng, vì thế cho dù có bị tên tóc vàng quấy rối như nào cô cũng đành im lặng. Nhưng một đứa cứng đầu như Sa Joy thì cô chẳng thể ngăn cản nổi. Anh bước tới giảng đạo lý cho tên tóc vàng nghe. Đúng lúc đó thì thầy giáo bước vào nhưng không hề nói gì. Đã thế tên tóc vàng đứng bên cạnh còn chọc tức Sa Joy khiến cậu không kiềm chế nổi mà cho ăn một cú đấm. Sa Joy không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy cho đến khi chủ tịch và bố của cậu tới. Ông ta không muốn truy cứu chuyện này quá mức nhưng buộc Sa Joy phải xin lỗi con trai cưng của ông ta. Sa Joy đã làm một vố cho mọi người bất ngờ. Cậu nhận mình đánh bạn là sai nhưng cậu sẽ không bao giờ xin lỗi tên tóc vàng. Sa Joy khẳng định mình là một cảnh sát chính trực trong tương lai nên cậu phải giữ được đức tín của mình trong mọi hoàn cảnh nào. Bố cậu khi thấy con trai mình như vậy, ông cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc, mặc dù điều này cũng sẽ khiến ông mất đi công việc của mình. Ông còn dẫn Sa Joy tới quán rượu để cho cậu tập dần làm người trưởng thành. Bố của Sa Joy đến tìm Sua thông báo việc ông nghỉ việc và sẽ không cùng cô quản lý cô nhi viện nữa. Sua biết việc này là do Sa Joy gây ra, cô vô cùng tiếc nuối vì cô nhi viện được như vậy đều là nhờ vào sự nỗ lực của chú. Nhưng điều làm cô lo lắng nhất bây giờ là cuộc phỏng vấn đại học ngày mai. Cô sợ trượt cũng sợ đậu thì lấy đâu ra học phí đây, so với số tiền đi làm thêm thì nó quá nhiều. Bố Sa Joy nghe những lời tâm sự của Sua cũng ngỏ ý cho cô mượn, trước khi nào thành công rồi thì quay lại trả cũng chưa muộn. Sáng hôm sau khi lên xe buýt chuẩn bị đi tới địa điểm phỏng vấn, Sua phát hiện mình để quên ví trong đó còn có phiếu dự thi. Sua đành chạy tức tốc quay trở lại. Trên đường đi thì gặp ngay Oan ra ngõ hẹp. Sa Joy tuy không ưa gì nhau nhưng khi thấy cô gặp nạn, Sa Joy vẫn giúp cô cả chặng đường. May nhờ có kinh nghiệm và cách chạy của Sa Joy, Sua cũng kịp giờ tới điểm hẹn. Sa Joy còn đứng ngoài chờ Sua đến khi buổi phỏng vấn kết thúc. Từ sau vụ việc lần này hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Bố Sa Joy sau khi nghỉ việc, ông dùng toàn bộ số tiền mà mình tích góp bao năm nay là kinh nghiệm dày dặn đã mở một quán rượu. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Trong một đêm đi giao hàng, bố Sa Joy gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Trong đám tang, Sa Joy nhớ lại khoảng thời gian trước đây, giờ cậu thấy vô cùng hối hận và buồn bã. Cảm giác mất đi người mình coi là cả thế giới, nó là một thứ không thể nào tả được. Thế thôi vẫn chưa đủ, cảnh sát còn thông báo phía bên hung thủ muốn hòa giải. Sa Joy sau khi nghe vậy liền cảm thấy họ coi sinh mạng của bố mình vô giá trị tới mức đó sao. Sua xem những bức ảnh chụp được ở hiện trường mà cảnh sát đưa, cô phát hiện ra chiếc ô tô trong bức ảnh là của tên nhà giàu tóc vàng. Sa Joy sau khi nghe thấy Sua nói vậy liền đi tìm tên đó khắp nơi. Sau khi bắt gặp cậu ta đang ngồi ở công viên, Sa Joy đã đi tới giải tỏa hết những tức giận lên người tên tóc vàng ngay giữa trời mưa. Sa Joy bây giờ chẳng còn chút lý trí nào nữa, cậu đánh tên tóc vàng đến nỗi cậu ta ngất lịm đi. Sa Joy định dùng đá để kết liễu cuộc đời cậu ta thì Sua cùng cảnh sát đã đến kịp để ngăn cậu lại. Sua biết hiện giờ Sa Joy rất đau khổ nhưng cậu phải nghĩ cho người bố của mình sẽ cảm thấy thế nào khi cậu hành động như vậy. Bằng những lời khuyên của Sua, Sa Joy cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Sau vụ việc này cậu bị đưa vào trại giam, ông chủ tịch đến thăm còn nói muốn cho Sa Joy một cơ hội. Sa Joy tức điên lên, ông ta nghĩ cậu là cái gì chứ, cứ nghĩ mình giàu là ai cũng phải nghe lệnh à. Nói chuyện với Sa Joy không thành công, ông chủ tịch liền gọi Sua đến. Biết được gia cảnh đáng thương của Sua, ông ta liền dùng tiền dụ dỗ cô. Sua có lẽ cũng vì hoàn cảnh của chính bản thân mình mà muốn ông chủ tịch ra giá. Khi thấy cô quyết đoán như vậy, ông chủ tịch càng thấy thú vị về cô gái này. Đúng lúc đó tên tóc vàng đi ra, nhìn thấy Sua liền tỏ vẻ ái ngại. Sau khi cô rời đi, tên tóc vàng biết bố mình đã nhắm trúng Sua, cậu cầu xin bố hãy tha cho Sua rồi sau khi bình phục mọi vết thương sẽ đi tự thú. Đương nhiên là ông chủ tịch sẽ không thể để con trai mình trở thành một tội phạm được.
thế nên đã dùng người khác tự thú thay con trai. Vì muốn cậu ta cứng rắn hơn, ông ấy còn bắt tên tóc vàng tự tay giết chết một con gà ngay tại chuồng. Sa Joy bị tòa tuyên án 3 năm tù giam, nhưng mặt cậu lại không hề tỏ ra cảm xúc. Vừa mới vào nhà tù đã bị bạn cùng phòng tẩn cho một trận. Trước khi chuyển đi nơi khác, Sua đã đến thú nhận rằng mình nhận tiền từ ông chủ tịch vì tối hôm đó đã ngăn cậu lại. Cô mong nhận được sự tha thứ từ Sa Joy, còn muốn sau khi ra tù cậu phải trở nên thật giàu có để xứng đáng với bản thân mình. Sa Joy bây giờ đã có tiền án, cậu không thể làm cảnh sát được nữa, vậy nên sau khi ra tù dự định sẽ mở một cửa hàng đồ ăn như bố. Sau 3 năm cuối cùng Sa Joy cũng ra tù, cậu còn quen được một tên xã hội đen khét tiếng. Sua cũng gửi thư cho cậu và địa chỉ nơi cô đang ở có tên là Itaewon. Sa Joy đi tới đây thì thấy nơi này đang tổ chức lễ Halloween, đặc biệt hơn là Itaewon bị ảnh hưởng bởi văn hóa của Mỹ nên lễ hội này trông rất đa dạng. Sa Joy đang ngơ ngác giữa dòng người thì Sua đã chạy lại ôm cậu. Sau 3 năm xa cách, cô dẫn Sa Joy tới một quán quen. Sa Joy cũng kể về dự định tương lai của bản thân, vậy là hai người phải xa nhau thêm 7 năm nữa. Điều này khiến Sua có chút buồn nên cô đã rủ cậu hãy xóa hết mình đêm nay. Sau khi tiệc tàn, Sa Joy đưa cô về tận nhà. Trước khi xa nhau, Sua đã ngỏ lời, nhưng hiện giờ Sa Joy vẫn chưa giàu, cậu không thể chấp nhận cô được. Cứ thế hai người không liên lạc với nhau trong 7 năm. 7 năm sau, Sua hiện giờ đang làm tại công ty của ông chủ tịch năm xưa và rất thành công trong sự nghiệp. Cô được cấp trên của mình rất tin tưởng. Sau khi tan cuộc họp, Sua vẫn nhớ cái lời hẹn 7 năm trước của Sa Joy. Cô đi đến Itaewon, ở nơi đây hai người lại gặp nhau thêm lần nữa. Sa Joy hiện đang mở quán ăn tại Itaewon. Nhìn tình hình quán ăn của cậu có vẻ hơi vắng khách. Tại trường cấp 3 Yonggak có một nữ sinh luôn đi gây rối, cô còn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách xã hội. Y seo nhiều lần khiến thầy cô phải tức điên lên nhưng vẫn tỏ ra thái độ đùa giỡn. Cô còn là một blogger nổi tiếng trên mạng xã hội. Với một người tài năng về học tập cũng như mọi thứ hội họa thi ca, vì tung clip bắt nạn lên mạng xã hội, Y-seo bị phụ huynh tìm đến tận nhà. Đúng lúc đó Sa Joy đi qua, anh chỉ chứng kiến cảnh Y-seo đã tát lại người phụ nữ đó, nên cho rằng Y-seo vô lễ với người lớn rồi bắt cô phải xin lỗi. Không những không xin lỗi, Y-seo còn trêu chọc Sa Joy khiến anh tức điên với cô bé này. Ở công ty của ông chủ tịch, con trai ông ta đang thuyết trình một ý kiến về việc đổi mới cửa hàng nằm trong khu vực Itaewon thành địa điểm tìm bạn gái sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng vị thành niên. Nhưng Sua và cấp trên thông đồng cùng cô đã bác bỏ ý kiến này khiến anh ta vô cùng tức điên. Sau khi cuộc họp kết thúc, tên công tử đã dọa nạt Sua đừng có mà vênh váo. Y-seo cố tình đăng một bức ảnh lên trang mạng của mình để cậu bạn nhìn thấy. Cậu ta cũng hiểu được ý của Y-seo bèn đưa cô tới một địa điểm ở Itaewon giải khuây. Không ngờ trên đường đi đã gặp tai nạn, Y-seo không may bị văng lên trên cao. Cứ nghĩ là cô sẽ đập đầu xuống đất nhưng từ đâu xuất hiện một con gấu bông làm đệm cho cô. Thì ra con gấu bông đó chính là Sa Joy. Cậu đã dùng thân mình để bảo vệ Y-seo nhưng sau khi cởi mũ ra nhìn thấy cô, trên mặt Sa Joy có chút hối hận. Sa Joy định nói gì đó thì đột nhiên ngất đi khiến mọi người ở đấy túm lại xem cậu đã thăng thiên hay. Còn Y-seo lại tỏ một thái độ hờ hững. Đã thế cô còn trêu chọc cách Sa Joy quảng cáo quê mùa như vậy của hàng vắng khách là đúng. Lần này bị Y-seo trêu đùa, anh không hề tức giận mà học hỏi cách quảng cáo của giới trẻ hiện nay từ Y-seo. Thấy được tinh thần ham học hỏi của Sa Joy làm Y-seo nhớ lại bản thân của quá khứ, cô từng là một đứa bé hiếu thắng như thế nào. Y-seo sau một ngày toàn gặp một đống rắc rối, cô chọn quán bar để giải tỏa hết căng thẳng. Sau khi nhảy mệt rồi, hai anh bạn đi cùng Y-seo đề nghị tới một quán ăn nào đấy ngon ngon đi. Cả ba tới một quán ăn cực kỳ sang trọng nhưng được đồn là cực kỳ dở. Vì vậy, vì vẻ bề ngoài, cả ba vẫn cố chấp đi vào nhưng bị tống cổ do chưa đủ tuổi. Họ đành phải đến quán đối diện. Vừa vào thì đã gặp ngay oan gia ngõ hẹp. Sa Joy cũng không thèm chấp Y-seo mà đi học hỏi kinh nghiệm từ các quán ăn khác. Trên đường đi vô tình gặp Sua, hai người cũng chỉ nói vài lời với nhau rồi đường ai nấy đi. Sa Joy trở lại quán thấy nhân viên của mình bị đối xử thiếu tôn trọng. Cậu ra mặt nhưng có vẻ anh chàng này đã say và chẳng biết gì nữa rồi. Thế là anh chàng say rượu định cho Sa Joy một cú đấm nhưng cậu nhân viên bị coi thường đã đứng ra chịu đòn. Sa Joy thấy tình hình không ổn liền ngăn cản cậu ta nhưng lại bị chính nhân viên của mình đánh ngã. Cậu bạn của Y-seo thì liên tục xin lỗi nhưng cậu nhân viên có vẻ không hề hạ nhiệt một chút nào. Đúng lúc này cảnh sát do Sua gọi cũng đã tới. Cô đứng ngoài quan sát mọi chuyện. Có lẽ Sua ngay từ đầu chẳng muốn hẹn hò với Sa Joy rồi, nếu không cô đã chẳng làm vậy. Sa Joy cùng cậu nhân viên và ba người kia bị lôi lên đồn cảnh sát. Thì ra tên công tử chính là anh trai của cậu bạn Y-seo. Khi tên đó tới đồn cảnh sát để bảo lãnh đứa em trai của mình, cảnh sát vì kiêng nể tập đoàn nên đã tỏ thái độ rụt rè và hứa sẽ thả tất cả mọi người ra. Sa Joy không thể nhịn nổi cảnh tượng này, ước mơ của anh là trở thành một cảnh sát chân chính và luôn tuân thủ theo mọi quy tắc chứ không phải loại ham sống sợ chết như người trước mặt. Những việc vừa xảy ra khiến Sa Joy tức điên lên rồi chạy khỏi đó. Y-seo ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc cũng chạy ra theo Sa Joy. Sau khi đuổi kịp anh, cô nghĩ rằng Sa Joy là loại người có lòng tự trọng cao nên mới biểu hiện như vậy. Còn Sa Joy nói cô chẳng hiểu cái gì cả thì đừng có nên tọc mạch. Thì đúng là Y-seo chẳng biết một cái gì về Sa Joy cả. Cả hai đang cãi nhau thì tên công tử từ trong sở cảnh sát chui ra cố tình khiêu khích với Sa Joy. Nhưng anh đã mắc phải một sai lầm trong quá khứ rồi, cho dù phải nhịn thế nào Sa Joy cũng sẽ không để nó tiếp diễn thêm lần nào nữa đâu. Trở về quán ăn, cậu nhân viên tự đập đầu vào bàn nhận lỗi với chính bản thân mình.
Nhớ lại ngày đầu tiên gặp Sa Joy, cậu nhân viên xem xét anh như một kẻ ngạo mạn thô lỗ, vì thế hai người đã có cuộc ẩu đả trong nhà giam. Khi ra tù, cậu ta về đầu quân cho tên xã hội đen cùng phòng giam, nhưng lại có cảm giác trống trải nên ngày nào cũng đến quán của Sa Joy giải sầu.